vicino. Lông mày đậm và cằm bảnh. Đây được cho là đặc điểm thể hiện sự nam tính, đàn ông của phái mạnh. Nghiên cứu năm 2010 chỉ ra rằng, nam giới sở hữu đặc điểm này là biểu hiện của một sức khỏe tốt. Đó là dấu hiệu của việc họ sản sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Và nữ giới sẽ căn cứ vào đặc điểm này để tìm kiếm một đối tác và thiết lập mối quan hệ lâu dài. Nam giới để râu. Dù có gì đó sai, nhưng nghiên cứu của hai chuyên gia Panabi Dixon và J. Robert C. Bruce đã chỉ ra phần lớn nữ giới bị thu hút và mê mẩn một khuôn mặt nam giới rậm rạp, nhiều râu. Lý giải điều này, các chuyên gia cho rằng mọc râu là một đặc điểm tiến hóa lịch sử. Từ xa xưa, đó đã là một dấu hiệu thể hiện sự mạnh mẽ và nam tính của đàn ông. Độ dày, màu sắc và hình dáng của râu có thể giúp phụ nữ cảm nhận được khả năng tình dục của phái mạnh, từ đó lựa chọn ra người bạn tình tốt nhất. Và ngược lại, chàng trai mày râu nhẵn nhụi quá sẽ ít được lòng nữ giới hơn. Vết sẹo. Thật lạ, đó là phần đông phụ nữ thích nam giới sở hữu vết sẹo trên cơ thể, bởi đây được cho là đặc điểm thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính, đầy chất đàn ông, dám lao vào cứu giúp bạn hay người xung quanh khi có điều gì xảy ra. Nam giới đứng tuổi. Nếu bây giờ bắt cô gái lựa chọn giữa một nam nhân đẹp trai và một người đàn ông lớn tuổi, đảm bảo cô gái đó sẽ nghiêng về sự lựa chọn người đàn ông thứ hai. Bởi bạn biết không, con người trở nên khôn ngoan, tự tin và độc lập hơn khi lớn tuổi. Bạn lo lắng về chuyện duy trì nòi giống ư? Đừng quá lo, vì tuổi tác của phái mạnh không ảnh hưởng gì lắm đến khả năng sinh sản đâu. Mùi cơ thể sau khi ăn tỏi. Điều này thật khó chấp nhận nhưng lại hoàn toàn là sự thật đấy. Nghiên cứu được tiến hành để đưa ra kết luận này được chia thành hai nhóm. Nhóm ăn bánh mì với format và nhóm khác ngoài hai thành phần trên còn ăn thêm 12 gram tỏi nữa. Sau đó, những người này được yêu cầu giữ miếng bông trong nách và không được sử dụng lăn khử mùi trong cả ngày. Phụ nữ sau đó hít miếng bông và kết luận thích mùi của chàng ăn tỏi hơn. Đàn ông biết tiết kiệm. Khi còn trẻ, thật lãng mạn biết bao khi một nam nhân sẵn sàng bán mọi thứ đi để mua triệu bông hồng tặng người yêu. Bạn trầm trồ ngưỡng mộ ư? Nhưng sự thật là không phải mọi phụ nữ đều đánh giá cao điều này đâu nhé. Bởi có những người phụ nữ cho rằng, đàn ông biết tiết kiệm, dành dụm luôn tạo được một ấn tượng tốt về sự tự chủ nhất định và nó đặt nền móng cho sự ổn định cho tương lai. Nuôi thú cưng. Bạn biết không, khi nữ giới nhìn thấy đàn ông yêu thương, cưng nựng con vật cưng của mình, họ sẽ nghĩ rằng anh ấy nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc tốt cho mình và con cái. Đó là lý do tại sao phụ nữ thấy đàn ông như vậy hấp dẫn hơn. Biết chơi nhạc cụ. Một nghiên cứu đã được tiến hành và cho bạn biết kết quả cực bất ngờ. Cụ thể, nghiên cứu được tiến hành trên 3 nam giới, một người đi tay không, một người mang theo túi đồ thể thao và một người đeo chiếc đàn guitar. Họ có nhiệm vụ là xin số điện thoại của nữ giới. Kết quả là 35% phụ nữ đã cho anh chàng cầm theo chiếc đàn, số điện thoại của mình. 14% phụ nữ không ngại chia sẻ số phone cho đàn ông không cầm gì trong tay. Và chỉ có 9% phụ nữ thổ lộ số điện thoại của mình cho người đàn ông cầm túi. Những anh chàng có khiếu hài hước. Chuyện dễ hiểu thôi phải không nào, bởi nữ giới luôn cảm thấy thoải mái, tự tin khi cho thông tin của mình với chàng trai có khiếu hài hước. Điều đó được cho rằng là dấu hiệu của sự thông minh. Cứ nói đến việc đi thăm bảo tàng, hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến hai từ nhạt nhẽo. Sự thật chẳng thể chối cãi là đa số chúng ta không mấy mặn mà với môn lịch sử, thì rõ ràng nơi lưu giữ những tư liệu, hiện vật, hình ảnh quý giá về lịch sử cũng ít người để tâm đến.
Tuy vậy, đằng sau những hình ảnh, hiện vật được trưng bày trang nghiêm trong bảo tàng, hóa ra có khá nhiều sự thật mà chẳng ai biết đến. Xương khủng long không tự nhiên thành một cục cho chúng ta ngắm. Hóa thạch là một trong những hiện vật thú vị và mong manh nhất trong bảo tàng. Nó đòi hỏi được chăm sóc kỹ lưỡng, ngày ngày được chiều chuộng, nâng niu hết mực để duy trì, bảo dưỡng trước khi đem ra trưng bày. Một số bảo tàng như Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên New York, Mỹ gần như không lúc nào ngơi việc. Nhân viên tại đây phải chăm lo cho hóa thạch từng tí một, từ việc loại bỏ các chất bẩn như bụi, bùn hoặc thực vật đến việc khôi phục lại mẫu vật ban đầu. Trong đó, việc khôi phục lại nguyên trạng hình dạng ban đầu của những hóa thạch cực kỳ tốn thời gian, phụ thuộc vào một số yếu tố mà có khi một hóa thạch phải xử lý hết cả năm trời mới xong được. Thế mới thấy, các nhà khảo cổ học là những bậc thầy về sức chịu đựng và độ kiên nhẫn. Những gì chúng ta thấy vẫn còn là rất nhỏ. Bởi vì hầu hết các bảo tàng đều có những bộ sưu tập rất lớn, nhưng họ phải cất trong kho lưu trữ. Những gì được trưng bày ra chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Ví dụ như Viện Smithsonian, bảo tàng nghiên cứu phức hợp lớn nhất của Mỹ, có chứa hàng triệu hiện vật. Ở đây nhiều hiện vật đến nỗi, một số công nhân thậm chí được bố trí văn phòng ngay bên cạnh để trông coi. Và với số lượng hiện vật lớn như vậy, việc di dời kho lưu trữ quả là một thảm họa. Như Smithsonian, họ mất tới 7 năm để đưa được toàn bộ số hiện vật trong kho sang một nơi mới. Những loài vật mới đôi khi được tìm ra ngay trong bảo tàng. Phát hiện ra một loài mới vốn là một chuyện rất thú vị. Tuy nhiên không phải lúc nào loài mới cũng ở trong rừng sâu, đòi hỏi các chuyên gia phải đi thám hiểm cực khổ. Thay vào đó, một số loài mới thậm chí đã bị đưa vào viện bảo tàng từ trước khi người ta biết đến nó. Ornithopter, loài thú ăn mồi đầu tiên được phát hiện tại châu Mỹ trong 35 năm trở lại đây là một ví dụ điển hình. Ornithopter được tìm ra vào năm 2013, nhưng không phải qua những chuyến thám hiểm tại Nam Mỹ, quê hương của chúng, mà nhờ kho lưu trữ của 18 bảo tàng khác nhau. Nguy hiểm có thể rình rập bất cứ lúc nào. Các viện bảo tàng đôi lúc có thể cất giữ một số hiện vật nguy hiểm như vũ khí trong chiến tranh, nhưng chuyện này không đáng nói bằng việc một số hiện vật tưởng như vô hại hóa ra lại là sát thủ giấu mặt. Ví dụ như trường hợp của bảo tàng London Anh khi trưng bày các hiện vật của William Crookes, một nhà khoa học tại thế kỷ 19. Crookes là người đầu tiên khám phá ra Thalite và ứng dụng nó trên rất nhiều hiện vật của ông. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Thalite không phải là một chất rất độc hại, có thể làm ngưng trệ nhiều hoạt động tế bào, thậm chí gây ung thư. Chưa kể, các thí nghiệm của Crookes còn dùng cả chất phóng xạ radium. Thế nên rất nhiều hiện vật ngày nay của ông nhiều khả năng bị nhiễm xạ mà không ai hay. Đằng sau mỗi bức tượng, bức tranh là cả một hệ thống bảo vệ tinh vi. Vốn dĩ viện bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật vô cùng giá trị, nên đương nhiên họ không đơn giản chỉ để đồ ra đấy, không dùng đến bất kỳ loại máy móc bảo vệ nào. Thay vào đó, họ sử dụng các chiếc móc treo bảo mật chuyên dụng, có tác dụng kêu inh ỏi nếu có người cả gan gỡ tranh mang đi. Một số bảo tàng ít tiền hơn buộc phải sử dụng các giải pháp rẻ tiền nhưng đắt ý tưởng, đó là đặt những viên bi chèn giữa khung tranh và tường, để nếu có ông trộm nào mò đến gỡ tranh, bi sẽ rơi xuống báo động cho bảo vệ vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Sự thật về lương của nhân viên bảo tàng. Ta có thể thấy, làm việc cho bảo tàng không hề đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Họ phải chịu đủ thứ trách nhiệm, thậm chí đôi lúc còn gặp nguy hiểm, độc hại. Ấy vậy mà lương bổng thì bè bọt. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, tiền lương trung bình đối với chức quản lý, lưu trữ hoặc nhân viên bảo tàng vào năm 2015 là 46.710 USD một năm, tức là 22,46 USD một giờ, khoảng gần 500.000 Việt Nam đồng. Mức lương này nhìn thì khá hấp dẫn đối với chúng ta, nhưng thực chất so với mức thu nhập trung bình ở Mỹ thì thấp hơn khá nhiều. Trong khi đó, nếu bạn chọn làm công việc kinh doanh ngành dịch vụ, bạn sẽ được hưởng 61.450 USD một năm, tương đương 29,54 USD một giờ, khoảng 600.000 Việt Nam đồng. Hay nhân viên môi giới bất động sản với 82.380 USD một năm, tức là 39,6 USD một giờ, khoảng 900.000 Việt Nam đồng. Điều này khiến cho phần lớn nhân viên bảo tàng phải kiếm việc làm thêm vào ban đêm như đứng quầy bar, làm bồi bàn. Goodbye, Papa, please pray for me.
teach me my